Xin mời quý vị trở lại chương trình Trực Diện TV. Trở lại vụ án ở Đắk Lắk, vụ án mà ngày 23 tháng 6 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra của công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố số 05, và theo đó là khởi tố đến 75 bị can về cái tội gọi là khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, căn cứ theo điều 113 Bộ luật hình sự. Thì chúng ta thấy rằng Bộ luật hình sự của Việt Nam được sửa đổi và bổ sung vào năm 2015, và cũng như là sau đó thì bổ sung năm 2017. Và tính trong suốt một quá trình thời gian rất là dài thì có thể nói rằng đây là cái vụ án mà khởi tố về cái tội khủng bố có nhiều bị can nhất. Thì cái vụ việc nó rất là nghiêm trọng, có thể nói rằng nó càng nghiêm trọng hơn khi mà trước khi khởi tố một ngày. Thì ở tại một cái diễn đàn Liên Hợp Quốc thì ông Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt là Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại. Thì nói với ông Phạm Ngọc Việt thì hôm rồi chúng tôi cũng có nói, vì nói quá nhanh có lẽ là chúng tôi cũng nói là ông này là Phó Cục trưởng, nhưng mà thật ra thì ông Phạm Ngọc Việt là Cục trưởng, thì có lẽ là có một cái lời nói nhầm, và cái nói nhầm đó thì chúng tôi cũng xin lỗi quý vị, là bởi vì nhiều khi mình có quá nhiều các thông tin đi mình mới xử lý. Nhưng mà vấn đề là ông Phạm Ngọc Việt là đại diện cho công an của Việt Nam, và tại một cái diễn đàn của Liên Hợp Quốc để bàn về các cái vấn đề khủng bố và chống khủng bố. Ở đó thì Việt Nam nói rõ một cái thông tin, và thông qua đó thì chúng ta mới biết được rằng Việt Nam đã xác định rằng cái vụ việc ở Đắk Lắk, cái vụ việc mà tấn công vào trong hai cái trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã ở tỉnh Đắk Lắk, đó là vụ việc khủng bố. Thì nói đến vụ việc khủng bố thì chúng ta thấy rằng cả thế giới có một sự hợp tác, nhất là Mỹ, Mỹ đứng đầu. Và cái vụ việc này đó thì thông qua những cái việc mà khởi tố khủng bố thì có nhiều cái câu hỏi được đặt ra. Nói rằng ở Mỹ như vậy thì ông Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt nói rằng cái tổ chức ở Hoa Kỳ và đã cử, hay nói đúng hơn là cái thành viên của một cái tổ chức đó, và cái thành viên của tổ chức đó đã cử một cái thành viên này để mà đột nhập vào trong Việt Nam và đứng ra để mà dàn dựng, hay nói đúng hơn có cái vai trò tổ chức trong cái vụ khủng bố ở Đắk Lắk. Thì cái vai trò, vị trí cũng như là cái hành vi và tất cả cái sự tham gia của một cái thành viên đó, hay là vai trò của một tổ chức đó thì nó như thế nào, và cái cụ thể là cái mức độ của nó ra làm sao, thì chúng ta cần phải có thời gian để mà tìm hiểu. Thì có nhiều bạn cũng hỏi rằng là ở Mỹ thì có bao nhiêu các cái tổ chức mà gọi là mang tính chất khủng bố đối với Việt Nam. Thì cũng xin thưa rằng là ở Mỹ, đối với những cái tổ chức thì theo như ông Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt thì nói rằng không có phát hiện ra các cái tổ chức mà gọi là khủng bố quốc tế hoạt động hay là đặt một cái cơ sở gì đó ở Việt Nam. Và ông ta chỉ muốn nói rằng là có những cái tổ chức ở bên ngoài nó tác động vào. Và ở đây đó thì chúng ta thấy rằng đó những cái tổ chức khủng bố gần đây mà đặt ở tại Hoa Kỳ mà bị Việt Nam đưa vào cái danh sách bìa đen thì đó là những cái tổ chức có lẽ là do những người Việt, những cái người Mỹ gốc Việt và những người mang cái màu sắc gọi là chống cộng, hoặc là nhân danh dân chủ nhân quyền, hoặc là họ muốn đấu tranh nhằm lật đổ chính quyền Việt Nam. Thì đối với Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những cái sự hợp tác với nhau. Hợp tác thì sau cái sự kiện 9/11 đó, năm coi như là hồi thời của Tổng thống George Bush, thì bắt đầu đã dấy lên một cái phong trào gọi là chống khủng bố toàn cầu, và các nước phải có một sự hợp tác, và với một cái định nghĩa về chống khủng bố của Hoa Kỳ thì nó cũng đã được phổ quát, và ngay cả trong luật pháp của Việt Nam nó cũng có những cái tương ứng. Có những người nói rằng là Hoa Kỳ có lẽ là định nghĩa khủng bố khác với Việt Nam, hay là Việt Nam định nghĩa khác với Hoa Kỳ, thì thật ra nó không phải như vậy. Chúng ta thấy rằng đó ở Hoa Kỳ thì người ta định nghĩa cái khủng bố là theo như Bộ Quốc phòng cũng như là cái Cục Điều tra Liên bang của Hoa Kỳ là FBI đó, thì nói rằng khủng bố là cái việc sử dụng sức mạnh hoặc là bạo lực mà trái phép để mà nhằm chống lại nhân dân hoặc là phá hoại tài sản với mục đích là đe dọa chính phủ hoặc là xã hội, làm phương tiện để mà đạt được cái mục đích về chính trị, về tôn giáo hoặc là tư tưởng. Thì họ nói đơn giản như vậy thôi, tức là sử dụng bạo lực. Nhưng mà sức mạnh mà trái giới pháp luật, tức nghĩa là phải trái phép, người ta không có được phép làm như vậy.
và nhằm chống lại nhân dân hay là đe dọa chính quyền, làm ảnh hưởng tới mục đích mà đe dọa cái xã hội thì chắc chắn là phải bị trừng trị. Thì đối với Việt Nam thì trong cái vụ án ở Đắk Lắk người ta truy tố về cái tội là cái tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, nằm trong cái chương gọi là xâm phạm an ninh quốc gia. Cái chương đó thì chúng ta biết rằng rất là nguy hiểm rồi, nó nằm trong cái chương mà nó ảnh hưởng tới các hoạt động chính trị, hay là nhiều người họ nói nôm na rằng đó là những cái tội về chính trị, hoặc là những người mà họ chống cộng ở hải ngoại, những người gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền hay là xỉa xói những vấn đề của Việt Nam thì thường nói là những tội chính trị hay là tù chính trị. Nhưng mà đối với Việt Nam thì nói là không có cái vấn đề, Việt Nam không có cái tù chính trị gì cả. Việt Nam chỉ là một cái tội phạm trong cái bộ luật hình sự thôi. Bộ luật hình sự của Việt Nam có mấy trăm điều, thì trong đó đó thì kể cả chương xâm phạm an ninh quốc gia, tội chống loài người, tội mà giết người hàng loạt, hay là tội những cái tội mà khủng bố, hay là tội tất cả những cái tội nghiêm trọng nhất, ma túy gì đó, người ta vẫn là một cái tội danh trong bộ luật hình sự. Do đó thì đó là tội phạm của hình sự. Và nói với khủng bố thì ở trong Việt Nam cũng có riêng cái bộ luật hình sự cũng có hai cái tội về khủng bố chứ không phải là một tội. Một cái tội khủng bố vừa rồi ở tỉnh Đắk Lắk người ta khởi tố đối với cái nhóm tấn công vào hai cái trụ sở của Ủy ban nhân dân xã, đó là cái tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Đó là căn cứ theo cái điều 113 của cái bộ luật hình sự của Việt Nam. Và cái tội này thì khủng bố là nhằm chống chính quyền, tức nghĩa là người ta đặt bom mìn hay là ngay cả đặt đang làm những cái tiếng nổ và nhắm vào lấy đi tính mạng sức khỏe của những cái cán bộ, hay là tấn công vào các cái đồn hay là tốn cái trụ sở của nhà nước, rồi gây ra một sự hoang mang trong cái dư luận chẳng hạn. Tất cả những cái điều đó là nhằm cái mục đích là chống chính quyền thì nó rơi vào cái điều 113. Nhưng mà ngược lại ở cái điều 299 của bộ luật hình sự của Việt Nam cũng có một cái tội nữa, đó là tội khủng bố. Thì chúng ta cũng phải tìm hiểu một chút để biết được rằng quy định của pháp luật của Việt Nam như thế nào. Thì chúng ta có thể là đi vào tìm hiểu một chút. Thí dụ như tại cái điều 299 của Bộ luật hình sự có quy định rằng người nào nhằm gây ra tình trạng mà hoảng sợ trong công chúng, mà xâm phạm tính mạng của người khác, hoặc là phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì bị phạt tù từ 10 năm, 20 năm tù chung thân hoặc là tử hình. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rất là rõ, người ta ghi trong cái điều 299 đó là không có cái mục đích nhằm chống chính quyền. Và đối với phạm tội này thì nó có cái năm cái khoản, trong đó thì thí dụ như là phạm tội trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. Thí dụ như thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tại tổ chức tài trợ khủng bố, cưỡng ép lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều đó đó chúng ta thấy rằng á, cái mục đích của nó khác với cái điều điều 113, điều 113 của Bộ luật hình sự. Thì để chúng ta hiểu được cái Bộ luật hình sự nha. Thì điều 113 Bộ luật hình sự quy định là đối với cái tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, tức nghĩa là cái tội mà vừa rồi thì tỉnh Đắk Lắk người ta đã khởi tố. Thì người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc người khác thì phạt tù từ 12 năm, 20 năm tù chung thân hoặc tử hình. Tức nghĩa là khoản một của cả hai tội, tức là tội mà khủng bố bình thường, nghĩa là không có mục đích chống chính quyền nhân dân, và cái tội khủng bố có chống chính quyền nhân dân, thì đối với cái khoản một thì cái mức của nó gần như là ngang nhau. Tức ngay cái khởi điểm của nó vẫn là 12 năm đến 20 năm chung thân hoặc là tử hình. Cao nhất là tử hình và khởi điểm của nó là 12 năm. Còn những cái khoản mà những người mà họ tham gia hoặc làm họ tài trợ, hay là họ bị lôi kéo cưỡng ép, hay là họ đào tạo tham gia huấn luyện, hay là chế tạo cung cấp vũ khí các thứ, rồi phạm tội trong trường hợp mà đe dọa xâm phạm tính mạng của người khác, rồi uy hiếp tinh thần các thứ này kia, thì tất cả những cái mức đó thì nó thấp hơn và có thể là bị án tù từ 5 đến 15 năm. Tuy nhiên thì có những cái quy định đó, chúng ta thấy rằng cái rõ ràng thấy có điều 113 là cái tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Đối với Việt Nam thì từ năm 2016
Cụ thể hồi tháng 10 năm 2016 đó, thì Bộ Công an của Việt Nam cũng đã chính thức đưa hai cái tổ chức, đó là tổ chức của ông Đào Minh Quân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Cái tổ chức đó cũng tổ chức mà phía bên của Bộ Công an Việt Nam xác định rằng đó là tổ chức khủng bố. Cái thứ hai là cái tổ chức của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, và xác định rằng cái tiền thân của nó trước đây là cái mặt trận của ông Hoàng Cơ Minh, và có những hoạt động, những cái chương trình gọi là đồng tiến và sử dụng vũ lực để mà tấn công vào biên giới của Việt Nam. Chính vì vậy thì ở Việt Nam có xác định trên những cái cơ sở, những cái vụ án mà người ta phá được ở trong Việt Nam, có những bị can, bị cáo đã bị bắt và bị khởi tố, và có những cái vụ vụ việc mà gây ra một số các cái hoạt động mang tính chất vật chất và gây ra những cái tiếng vang, thì Bộ Công an của Việt Nam đã chính thức đưa hai cái tổ chức này vào cái danh sách gọi là danh sách tổ chức khủng bố, và thậm chí là còn truy nã một số các cái nhân vật trong hai cái tổ chức này nữa, những người đứng đầu, những người là thành viên, những người là ủy viên trung ương của hai cái tổ chức này, hay là những người có thành viên chủ chốt của hai cái tổ chức này. Và sau này thì đến năm 2018, là trước một cái vụ án ở trong Việt Nam xảy ra những cái vụ đốt phá, những cái vụ mà đặt bom mìn, đặc biệt như cái vụ nổ ở cái cục thuế của tỉnh Bình Dương, gây ra một cái tiếng vang, gây ra một cái sự mà xáo trộn và cũng tạo ra một cái sự quan tâm rất là lớn của dư luận. Và cái vụ án đó bị đưa ra xét xử mà có đến mười mấy các bị cáo. Và thông qua các cái vụ án đó thì ở phía Việt Nam lại đưa vào một cái tổ chức nữa, đó là tổ chức Triều Đại Việt. Thì hiện giờ có thể nói rằng theo từ năm trong cái thời gian gần đây, khi mà nói với vấn đề khủng bố, nhất là sau ngày 9 tháng 11, cái chương trình mà chống khủng bố phát động của Hoa Kỳ, thì Việt Nam có xác định đó là ba tổ chức. Thì thật ra đó, thì đối với những cái tổ chức mà chống cộng, hay là tổ chức mà chống nhắm vào cái chính quyền của Việt Nam, nhân danh đấu tranh dân chủ nhân quyền, hay là muốn lật đổ Việt Nam, thì có quá nhiều những cá nhân, những cái tổ chức, những cái hội đoàn đoàn thể, hay là ngay cả những cái anh hùng mạng, những anh hùng bàn phím, họ vẫn hô hào những cái điều đó. Tuy nhiên thì họ là những người có lẽ là cũng chỉ cổ súy, hay là cũng chỉ nói thôi, nhưng mà những cái tổ chức nào mà có những cái hoạt động, có thành viên của mình, có cung cấp vật chất hay là tài trợ khủng bố, thì đó mới là những cái tổ chức bị đưa vào danh sách. Thật ra thì có những cái tổ chức cũng rất là rầm rộ, cũng tiếng tăm ở trong Việt Nam, nhưng mà nó đã trước đó, thí dụ như từ năm 2006 thì một cái tổ chức mà chúng ta biết rằng trong cái nhóm gọi là cái Việt Nam Tự Do của ông Nguyễn Hữu Chánh, thì cái tổ chức đó cũng có bị đưa vào, hay nói đúng hơn, ở báo chí của Việt Nam trong cái thời điểm đó gọi là tổ chức khủng bố Nguyễn Hữu Chánh. Và cái vụ án đó cũng đã khởi tố, và cũng đã có ít nhất là 7-8 các cái bị cáo đã phải bị đi tù. Và chúng ta biết rằng Nguyễn Hữu Chánh là một cái tên mà tuổi mà có nhiều người ở trong Việt Nam và báo chí ở trong Việt Nam trong cái thời điểm, từ báo những cái báo về an ninh, những cái báo về luật pháp cũng đã đăng tải thường xuyên. Và cũng trong năm 2006 thì ông Nguyễn Hữu Chánh cũng đã có một lần bị câu lưu ở bên phía bên Đài, không phải là Đài Loan mà là ở bên Nam Hàn. Ở phía Việt Nam thì lúc đó cũng có những cái sự kêu gọi, hay nói đúng hơn là thực hiện một cái sự phối hợp để mà chống khủng bố toàn cầu, và kêu gọi để mà dẫn độ ông Nguyễn Hữu Chánh về Việt Nam. Tuy nhiên thì tất cả những cái vụ việc thì chúng ta đã biết rồi, ông Nguyễn Hữu Chánh sau đó thì có lẽ là đã thông qua các cái sự mà dàn xếp, hay là phía bên Mỹ đó, người ta đã có những cái không cái phù hợp với, không có cái tiếng nói chung đối với cái Việt Nam, và lúc đó thì phong trào chống khủng bố nó cũng chưa mạnh. Cho nên là có lẽ rằng đã không có một sự phối hợp và không có đưa ông Nguyễn Hữu Chánh về. Thì đến sau này thì có lẽ là tổ chức ông Nguyễn Hữu Chánh, tổ chức Việt Nam Tự Do, hay là cái chương trình mà gọi là hoạt động chống cộng đó, thì nó cũng đã mang màu sắc khác rồi. Vừa rồi có một cái liên minh dân tộc gì đó mà cũng từ cái tổ chức ông Nguyễn Hữu Chánh đi ra. Và bây giờ thì cái cách hoạt động của cái tổ chức này có lẽ nói rằng là kêu gọi hòa hợp, hòa giải với Việt Nam, kêu gọi là Việt Nam là có tự do bầu cử, tự do ứng cử các thứ, nhưng mà không có nói, hay là không có cổ súy về các cái vấn đề mà bạo lực. Thì tất cả những cái điều đó thì chúng ta cũng chỉ nghe bên ngoài thôi, còn ở bên trong thì như thế nào thì tất cả những cái điều đó không có ai biết được, và chỉ khi nào mà nó có các chứng cứ thôi.
Thì đó là mình có thể nói rằng bốn cái tổ chức ban đầu. Và bên cạnh đó thì trong thời gian gần đây có những cái tổ chức khác nữa, ví dụ như hai cái tổ chức của người thượng của Tây Nguyên, hay nói đúng hơn là cái phần mà cao nguyên trung phần của Việt Nam, thì những cái tổ chức có liên quan đến Phunro, liên quan đến gọi là mang tới chất sắc tộc và đã được kích hoạt rất là nhiều, hoặc là có thêm những cái tổ chức khác nữa như là cái tổ chức quỷ người thượng, hay cái tổ chức vì công lý cho cái đồng bào thượng gì đó. Thì tất cả những cái tổ chức như vậy, nhưng mà ở Việt Nam thì cũng chưa có những cái thông tin, hay là cũng chưa có chính thức mà Bộ Công an đưa vào cái danh sách gọi là khủng bố, hay là những cái tài trợ khủng bố. Thì thật ra đó, cái việc mà Việt Nam xác định một cái tổ chức là tổ chức khủng bố, giống như là Việt Tân, như là Triều Đại Việt, hay là cái tổ chức quân đảo Bình Quân, thì cái điều đó cũng đồng nghĩa với cái việc đã thông báo cho toàn dân biết rằng là những cái cá nhân nào, hay là những cái hội đoàn tổ chức nào, hay là những cái người, tất cả những người nào mà tham gia vào những cái tổ chức đó, tài trợ cho cái tổ chức đó, ủng hộ cho tổ chức đó, tuyên truyền cho tổ chức đó, vận động cho tổ chức đó, hoặc là tham gia huấn luyện đào tạo bất cứ một cái vấn đề gì, thì tất cả những người đó là những người sẽ trở thành tội phạm của cái tội khủng bố. Chúng ta đã biết luật pháp của Việt Nam thì rất là rõ ràng như vậy rồi. Không phải là chúng ta nói rằng thì mình có thể là vỗ tay bên ngoài, mình cổ súy nó thì mình né tránh được. Chắc chắn một cái điều như vậy. Thực tế thì có nhiều người chỉ gia nhập vào cái tổ chức đào minh quân, lên trên mạng rồi bấm vào những cái chương trình gì gọi là lấy ý kiến trưng cầu dân ý gì đó, rồi chọn đào minh quân là cái người là đệ tam tổng thống, rồi bắt đầu là bị dính vào trong cái tội là có tham gia. Rồi có những người đi xa hơn nữa là lại nhận những cái chức vụ ảo của cái tổ chức này, nào là tỉnh trưởng, nào là thiếu tướng, nào là các thứ, thì cuối cùng lại bị phải đi tù. Thì nói tóm lại đó, thì bây giờ một cái câu hỏi lớn được đặt ra là cái tổ chức nào ở Hoa Kỳ và cái cá nhân đó là cá nhân tên gì và của ai, thì chúng ta chưa có được biết. Có lẽ là chúng ta cũng sớm muộn gì cũng được biết thôi, không thể nào mà không biết, bởi vì cái vụ án này là vụ án sẽ được xét xử bởi tòa án và sẽ có luật sư tham gia và sẽ được xét xử công khai. Theo cái nguyên tắc thì đối với những cái tội án, cái tội như thế này thì có thể xử công khai, đa phần là có thể là xử công khai. Thật ra thì luật pháp của Việt Nam cũng có quy định là những cái điều mà liên quan tới thuần phong mỹ tục, liên quan đến cái quyền tự do cá nhân, hay là liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, có những vụ việc mà an ninh quốc gia mà thuộc về bí mật quốc gia thì người ta có thể giữ kín, chắc chắn là như vậy. Tuy nhiên thì cái vụ việc này chúng tôi không nghĩ là người ta xử kín, bởi vì thực tế đó, ở Việt Nam đã xử nhiều cái vụ khủng bố rồi, nhiều cái tội về cái khủng bố, nhưng mà người ta vẫn xử mở rộng. Và tên tuổi bị cáo cũng như là sau khi mà kết luận điều tra, kết thúc điều tra hay ngay cả bản án, thật ra trong trường hợp mà có xử kín đi nữa thì cái bản án cũng sẽ đọc, cũng sẽ được gặp coi như là tuyên án công khai. Cái tuyên án công khai người ta cũng biết được rằng là tổ chức nào. Và như vậy đó thì một cái nhiều người họ trong mấy ngày vừa qua thì nói rằng là bây giờ thì các tổ chức chống cộng ở tại hải ngoại, các cái tổ chức mà bị đưa vào danh sách khủng bố thì bây giờ họ loạn lên, ai thì người tổ chức này nghi ngờ tổ chức kia, nhóm này nhờ thì chỉ nhóm nọ. Những cái đài báo Việt ngữ ở hải ngoại mà vừa rồi thì có nói rằng là những cái thông tin như hai cái tổ chức người thượng đó thì người ta giãy nảy, người ta nói rằng là người ta không có liên quan, nói chung là người ta không có dính vào cái vụ việc này. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng có lẽ là phải có thời gian, và phía bên cơ quan điều tra chắc chắn người ta đã nắm được những thông tin đó rồi, người ta đã có những cái chứng cứ rồi, và những cái chứng cứ đó không nắm chắc thì không có bao giờ trình bày trước cái quỹ hội của Liên Hợp Quốc, trước cái đại hội đồng của Liên Hợp Quốc. Và cái việc mà trình bày trước như vậy là đã có những, ít nhất là những cái lời khai, những cái chứng cứ. Và tại hiện trường khi mà bắt các cái bị can đó, những cái người tình nghi trong cái vụ việc này, người ta cũng đã thu tại hiện trường lên tới 10 cái cờ fluoro. Thì những cái cờ của fluoro hoặc là những cái cây súng, những cái hình ảnh mà loan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy là có những cái chữ họ ghi như là đề ra, hay là nhiều cái những cái dấu hiệu khác đó, hay là cờ đó, thì có những người họ nói rằng là có lẽ là cái tổ chức của bên bên người thượng. Nhưng mà thật ra thì chúng ta cũng chưa có cái thông tin chính thức. Thì nói một chút dông dài để mà chúng ta hiểu được rằng trong cái bối cảnh giữa Việt Nam với Hoa Kỳ,
Thì căn cứ theo cái luật pháp của Việt Nam về cái tội khủng bố, kể cả cái tội khủng bố bình thường hay là tội khủng bố chống chính quyền, thì cái định nghĩa của nó vẫn giống nhau: gây hoang mang cho dư luận hay là tấn công lấy tính mạng sức khỏe của người khác, rồi tấn công vào trụ sở của cơ quan nhà nước, đe dọa hay làm gây ra một cái thiệt hại về cái tài sản nhằm để mà đe dọa cái quyền của cái nhà nước các thứ. Thì nói chung là giữa FBI của Hoa Kỳ, giữa Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cũng định nghĩa như vậy, thì cho thấy rằng đó là nó có những cái tương đồng. Tuy nhiên thì trong cái phối hợp giữa Việt Nam với Hoa Kỳ trong suốt một cái chiều dài để mà trao đổi những cái thông tin về các tội khủng bố và những cái thành viên của cái nhóm khủng bố, mặc dù là Việt Nam đã truy nã, Việt Nam đã gọi tên ba cái tổ chức gọi là khủng bố, nhưng mà phía Mỹ gần như không có một sự hợp tác, hay nói đúng hơn là họ đánh giá về những cái tổ chức đó rất là khác. Thực tế thì những cái tổ chức Việt Nam đưa vào cái danh sách đó, thì họ vẫn hoạt động, và các cái cơ quan gọi là thuế vụ, thuế má hay là quản lý về cái hành chính của ở Hoa Kỳ, người ta cũng không có một cái sự ách tắc những cái cơ quan này, hoặc là dẹp loạn các cái cơ quan này, hoặc là đóng cửa các cái cơ quan hay là các cái tổ chức đó. Thì đây là một cái điểm mà có lẽ là trong cái thời gian tới giữa Bộ Công an của Việt Nam cũng như là FBI của Hoa Kỳ, hay là nó đúng hơn là ngoại giao quan hệ giữa hai nước, có khi người ta phải xúc tiến. Và khi mà Việt Nam nâng tầm quan hệ lên với Hoa Kỳ theo cái chương trình gọi là đối tác chiến lược toàn diện đó, thì có lẽ rằng phải hợp tác sâu hơn về trong cái lĩnh vực tư pháp, và ngay cả cái việc mà trao đổi, hoặc là cái việc dẫn độ, hay là việc mà công nhận về những cái vấn đề mà lo ngại của nhau. Thì đối với Việt Nam bây giờ cái vấn đề mà khủng bố như thế này qua cái vụ việc Đắk Lắk nó đã trở thành một vấn đề rất là nghiêm trọng rồi, và cái nghiêm trọng nó không phải xuất phát từ trong lòng của cái xã hội Việt Nam hay là ở tại chỗ, mà nó là từ bên ngoài, mà bên ngoài lại là một cái đối tác của Việt Nam, một cái đối tác làm ăn, một cái anh mà rất là giàu có nhưng mà lại đi dung dưỡng, đi lại có thể nói là không có giúp cho Việt Nam để mà tiêu diệt cái nguồn gốc của khủng bố. Thì chúng ta đã thấy rồi, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì đại sứ của Việt Nam, đại diện toàn quyền tại Liên Hợp Quốc cũng đã nói rất là rõ là cần phải truy tìm và cần phải tận diệt các cái nguồn gốc của cái khủng bố, và kêu gọi cái sự phối hợp, cái sự hợp tác của tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc, tất cả các nước. Không có cái sự phối hợp của các nước sẽ không bao giờ có thể nói là tận diệt được. Một khi là chúng tôi bảo vệ, chúng tôi đánh đuổi một cái đám như thế này, nó bỏ chạy ra khỏi Việt Nam, chạy ra khỏi những cái khu rừng của Việt Nam thì nó chạy sang Thái Lan, rồi cuối cùng để mấy anh là bốc sang Mỹ chẳng hạn. Hoặc là bây giờ thì nó gây án ở trong Việt Nam, nó chạy sang Campuchia thì Campuchia lại không giao nộp lại. Hoặc là nó chạy sang Mỹ thì Mỹ nói là ở cái đó là mấy anh nó khủng bố, còn chúng tôi thấy không phải là khủng bố. Thì những cái cách định nghĩa khác nhau, hoặc là mang cố tình bao che để mà gây hấn gây hại, hoặc là tạo ra một cái mối đe dọa về vấn đề an ninh từ bên ngoài, thì cách làm đó là một cái sự hợp tác không thành tâm, hay nói đúng hơn là một cái chiêu trò, tức nghĩa là vừa hợp tác nhưng mà lại thực hiện là dắt cái dao răm ở đằng sau, những cách thức như vậy. Thì rõ ràng là qua cái vụ việc của Đắk Lắk và ba cái việc mà khởi tố về cái tội khủng bố, nó đã đặt cho Hoa Kỳ trong cái thế là bắt buộc phải hợp tác với Việt Nam. Còn cái vấn đề Hoa Kỳ hợp tác đến đâu và Hoa Kỳ có tận diệt các cái tổ chức mang tiếng là khủng bố ở tại Hoa Kỳ hay không, hoặc là ít nhất là trong cái vụ việc này thì cái tổ chức nào bị chính thức gọi tên, thì họ sẽ xử lý cái tổ chức đó như thế nào, đóng cửa, dẹp tiệm, hay là họ sẽ khởi tố, hay là họ sẽ bắt giam và họ dẫn độ cho Việt Nam để Việt Nam xét xử. Thì chúng ta tiếp tục chờ đợi và hy vọng đối với những người Việt Nam đó, kể cả người Việt Nam trong nước và ngoài nước, đều mong muốn là giữa Mỹ và Việt Nam có một sự hợp tác, và hợp tác càng lúc càng chặt chẽ hơn, nhưng mà hợp tác trong cái thế thân thiện, trong cái thế hòa bình và trong một cái thế thịnh vượng, chứ không ai muốn là có xảy ra bất cứ một cái sự đe dọa nào, bất cứ một cái sự chiêu trò nào hay là trục lợi nào. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay, và chúc quý vị một ngày thật là an lành. Xin kính chào.